Kính chào quý vị, đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiểm Phong. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo nhóm hành động chính trị của tỷ phú Elon Musk về việc trao 1 triệu đô la Mỹ cho những cử tri đã đăng ký ở các tiểu bang chiến trường. Theo đó, việc tổ chức rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ của ông Musk dành cho các cử tri có thể vi phạm luật liên bang. Ông Musk, người ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump và đăng chi hàng triệu đô la Mỹ để hỗ trợ ông Trump tranh cử. Gần đây công khai giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ do Ủy ban Hành động Chính trị của ông trao tặng nhằm mục đích tăng số lượng cử tri đăng ký ở các tiểu bang có sự cạnh tranh gay gắt. Lời hứa ban đầu của ông Musk về việc trả thưởng cho những cử tri đăng ký ngay lập tức làm dấy lên mối lo ngại từ các chuyên gia luật bầu cử và một số quan chức tiểu bang, những người đặt câu hỏi liệu lời hứa đó có vi phạm luật hay không. Luật liên bang cấm trả tiền cho những người đăng ký bỏ phiếu, ngôn ngữ trong bản kiến nghị của Musk hiện hứa hẹn giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho những người ký được chọn ngẫu nhiên, nhưng để ký vào bản kiến nghị, bạn phải đăng ký bỏ phiếu ở các tiểu bang cụ thể. Thư từ bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp nơi điều tra các hành vi vi phạm luật liên quan đến bầu cử được gửi đến Ủy ban hành động chính trị của ông Musk theo những người được thông báo về vấn đề này. Ông Musk cho biết khi công bố cuộc rút thăm trúng thưởng tại một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Hattiesburg, Pennsylvania, Chúng tôi muốn cố gắng để có được hơn 1 triệu, có thể là 2 triệu cử tri ở các tiểu bang chiến trường, ký vào bản kiến nghị. Vào ngày thứ hai của cuộc rút thăm trung thường, nhóm của Musk mô tả số tiền này là khoản thanh toán cho một công việc. Trong các bài đăng trên mạng xã hội, nhóm này cho biết những người chiến thắng sẽ được chọn để kiếm 1 triệu đô la Mỹ với tư cách là người phát ngôn cho nhóm, và sau đó đăng các video chứng thực ủng hộ Trump có sự góp mặt của những người chiến thắng. Tuy nhiên, một số chuyên gia về luật bầu cử chỉ ra rằng, phần chữ nhỏ trên trang web của nhóm giải thích về các điều khoản chính thức không thay đổi. Chỉ những người ký đơn kiến nghị mới có thể giành được giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ và những người ký phải là cử tri đã đăng ký của bang Arizona, Michigan, Georgia, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania hoặc Wisconsin. Tờ Washington Post cho biết, ở thời điểm hiện tại, đã có hàng chục triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua thư điện tử. Đáng chú ý, số lượng cử tri Cộng hòa bỏ phiếu sớm đã tăng vọt so với năm 2020, giúp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm ưu thế trước ngày bầu cử tháng 11. Tại bang Nevada, số cử tri thuộc đảng Cộng hòa bỏ phiếu sớm trực tiếp chiếm 52% tính đến cuối ngày 21 tháng 10, trong khi đảng Dân chủ là 28%. Ở Arizona, khoảng nửa triệu cử tri đã đi bỏ phiếu tính đến cuối tuần qua. Lượng bỏ phiếu của cử tri đảng Cộng hòa tương đương cách đây 4 năm trong khi đảng Dân Chủ thấp hơn nhiều. Truyền thông Mỹ cho biết, việc bỏ phiếu sớm giúp chiến dịch tranh cử của các bên tận dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bởi họ chỉ cần nhắm đến nhóm cử tri chưa tham gia bầu cử. Tại Pennsylvania, hơn một triệu cử tri bỏ phiếu qua thư tính đến sáng 22 tháng 10, trong đó 650.000 phiếu của cử tri Dân Chủ, 300.000 phiếu của Đảng Cộng Hòa. Năm 2020, bang này có hơn 2,6 triệu cử tri bỏ phiếu qua thư. Cố vấn của Đảng Cộng Hòa Paul Benz nói, Đảng Cộng hòa đang quay trở lại với thành tích truyền thống của họ, hoặc Đảng Dân chủ đang hoạt động kém hơn đáng kể, nhưng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Theo hiến pháp Mỹ, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong mỗi kỳ bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên. Pennsylvania là nơi ông Donald Trump và bà Kamala Harris phải thắng để đắc cử nhưng kết quả ở bang chiến trường này có thể phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cử tri do Thái, chịu quyết định. Chia sẻ cảm xúc về cuộc bầu cử năm nay, cử tri gốc do Thái Stephanie Spearman cho thấy rõ sự chán nản. Cô nói, tôi cảm thấy thực sự trống rỗng. Cô Spearman nhiều năm qua đều bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, nhưng năm nay cô không đăng ký vào danh sách cử tri của đảng. Người Mỹ gốc do Thái lâu nay được xem là một nhóm cốt lõi trong nền tảng ủng hộ của Đảng Dân Chủ sau cuộc chiến chống Hamas của Israel ở giải Gaza cùng những hỗn loạn mà nó gây ra như làn sóng biểu tình bài do Thái đã khiến đảng Dân Chủ mất điểm với cộng đồng này. Trong một cuộc bầu cử cạnh tranh si sao, đặc biệt tại những bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, những lá phiếu của cử tri do Thái như Spearman có thể là chìa khóa quyết định ứng cử viên nào giành được 19 phiếu đại cử tri của bang, cùng với đó là cơ hội đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump hiểu rất rõ về vai trò của những người này đối với chiến dịch của ông, Ông Trump khẳng định rằng ông đã là tổng thống Mỹ tốt nhất từ trước đến nay. Dưới sự dẫn dắt của ông, quan hệ giữa Mỹ và Israel đã có nhiều bước phát triển. Tại sự kiện gây quỹ với chủ đề chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở Mỹ, ông Donald Trump nói thêm: "Lời hứa của tôi với người Do Thái Mỹ là với lá phiếu của các bạn, tôi sẽ là người bảo vệ, người che chở của các bạn và tôi sẽ là người bạn tốt nhất mà người Do Thái Mỹ từng có trong Nhà Trắng. Nhưng nói cho công bằng, tôi đã là người đó rồi." Đã có gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc gửi qua thư. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Theo hãng tin Reuters, tại một số bang, bao gồm hai bang chiến trường là Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên vào tuần trước. Cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Zebulon, bang Georgia rằng số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục, thành thật mà nói số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể khôi phục đất nước này. Trong khi đó, nữ ứng cử viên tranh cử Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris cũng đang tăng tốc để giành lá phiếu từ những cử tri dao động qua một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp tại bang chiến địa Pennsylvania. Bà hy vọng sẽ thuyết phục được số lượng cử tri dao động này và điều đó sẽ giúp lần ngược tình thế trong một cuộc đua xít sao. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu tổng thống Donald Trump vẫn đang cạnh tranh khốc liệt ở bảy bang chiến địa then chốt. Sau thành phố Zebulon, cựu tổng thống Trump tới Duluth, Georgia để tham dự một cuộc vận động tranh cử với cựu ngôi sao Fox News, Tucker Carlson và cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert Kennedy Jr. Bà Harris đã tìm cách song vẫn thất bại trong việc thúc đẩy đối thủ Trump đồng ý tham gia cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai trên đài truyền hình CNN sau khi bà được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên diễn ra vào tháng 9 trên đài ABC News. Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến địa quyết định ai thắng cử tổng thống. Hiện cả hai ứng cử viên đều dành phần lớn thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử để vận động tại những bang này. Trong một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos trên toàn quốc, nữ phó tổng thống Harris tạm dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump 3 điểm, 46% so với 43%. Khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên đảng Dân Chủ không thay đổi So với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước, trong đó bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng vấn đề nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Cựu tổng thống Donald Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế với khoảng cách lần lượt là 48% so với 35% và 46% so với 38% so với bà Harris đương kim phó tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai với tỷ lệ ủng hộ 42% so với 35% của đối thủ. Cuộc khảo sát của Reuters Ipsos được tiến hành từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 với 4.129 cử tri tham gia. Trong đó, 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, biên độ sai số là 2%. Cuối tuần vừa qua, ông Donald Trump đã vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của Joe Hill Decision Desk HQ lần đầu tiên với mô hình cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của bà Harris. Cũng theo chỉ số thăm dò của Joe Hill, ứng cử viên đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước đối thủ 1,2 điểm, 49% so với 47,8% trên toàn quốc. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng tới một cuộc chiến thương mại lớn và đầy đủ sự do so có thể sẽ bùng nổ, và lần này EU đã chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ. Một trong những bước đi quan trọng của EU là thành lập lực lượng phản ứng nhanh, được đặt ngay tại trung tâm ban điều hành của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Bruxelles. Nhóm này đã được chuẩn bị để đối phó với cả hai kịch bản, Đảng Dân Chủ hoặc Đảng Cộng Hòa thắng cử. Tuy nhiên, trọng tâm rõ ràng là chuẩn bị cho khả năng cựu Tổng thống Trump quay lại với chiến lược thương mại cứng rắn hơn. Động thái trên cho thấy nếu ông Trump tái đắc cử và áp đặt các mức thuế mới, EU sẽ không khoản nhượng. Bruxelles đã chuẩn bị một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ nhằm tạo áp lực buộc ông Trump phải ngồi vào bàn đàm phán ngay từ đầu. Có thể nói một trong những thay đổi lớn nhất sau nhiệm kỳ đầu của ông Trump là sự đoàn kết mạnh mẽ giữa các nước thành viên EU trong việc đối phó với các thách thức thương mại từ Mỹ. Ủy ban châu Âu đã đóng vai trò chủ đạo trong việc phối hợp chiến lược, đảm bảo rằng toàn bộ khối sẽ phản ứng thống nhất. Một nhà ngoại giao cấp cao từ Bruxelles khẳng định, Bruxelles đã chuẩn bị sẵn sàng một danh sách các biện pháp trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi tự tin rằng có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này. Một trong những điểm nóng trong cuộc chiến thương mại tiềm tàng này chính là ngành công nghiệp ô tô của Đức. Ông Trump đã từng đe dọa áp thuế từ 10% đến 20% lên các sản phẩm của ngành công nghiệp ô tô Đức trong nhiệm kỳ đầu tiên và tuyên bố sẽ phá hủy ngành công nghiệp này để buộc các doanh nghiệp chuyển sản xuất sang Mỹ. Đối với ông Trump, việc áp thuế lên ô tô không chỉ giúp giảm thâm hụt thương mại của Mỹ mà còn là một đòn bẩy để đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi cho Washington. Sự đe dọa trên đã khiến các nhà sản xuất như Volkswagen, BMW và Daimler lo ngại. Ngành công nghiệp ô tô Đức không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế Đức mà còn có mối liên kết chặt chẽ với nhiều nền kinh tế khác trong EU. Một cuộc chiến thương mại với Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn, không chỉ với Đức mà còn với toàn bộ chuỗi cung ứng ở EU. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của EU không phải là kéo dài cuộc chiến thương mại, mà là nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận. Các nhà ngoại giao EU tin rằng, dù có thể rất quyết liệt trong việc áp thuế, ông Trump vẫn là một người đàm phán thỏa thuận bẩm sinh. Minh chứng là ông Trump từng đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, NAFTA với Mexico và Canada, cũng như đạt được các thỏa thuận với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, EU đang dự đoán rằng một phần trong các cuộc đàm phán này sẽ liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Mỹ về vấn đề Trung Quốc. Ông Trump từng thể hiện sự quan tâm đến việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng Trung Quốc và EU có thể tận dụng điều này để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng. Mặc dù vậy, EU hiểu rằng thời gian không đứng về phía mình. Ngay sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc, Brussels sẽ phải hành động nhanh chóng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Hiện tại, cuộc chiến thép giữa EU và Mỹ đã được tạm dừng sau khi lệnh đình chỉ thuế quan của EU kéo dài thêm 15 tháng vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lệnh này sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 năm tới, ngay sau khi tổng thống Mỹ tiếp tục nhậm chức. Dù ông Trump hay bà Kamala Harris có lên cầm quyền, EU vẫn sẽ phải tính toán lại các chiến lược thương mại của mình.